ngon như lòng luôn đúng không ạ? Chào mọi người nhá. Đây á, con này á. 35 triệu. 35 triệu thôi á? Đấy, cho nó rẻ. Buổi sáng nay cứ tưởng nhà xỉu sẽ thịt con trâu này. 35 triệu thật á Hòa? 35 triệu đây, trâu nó rẻ. Ôi dồi ôi, phí nhờ. Con trâu lực lưỡng như này. Cho nhà lão xỉu luôn đúng không? Nó mua lại của con Nga này như vậy. Con này to hơn con của ông Nghĩa kia mà. 35 triệu. Vừa mua à? Vừa mua. Ừ. Mua được mấy hôm rồi hả? Gần nửa tháng này. Ừ. Ăn chiến nhỉ. Trần nó to thật. Có 35 triệu thôi các bạn ạ. Châu chợ châu kia bây giờ ế đầy kìa. Chợ châu ế đầy kỹ. Châu ở trong ấy. Có vật vá mới có mấy chục. Con này nếu mà thời điểm đắt con này không có ngoài 50 triệu. 50 triệu đúng không? Mua thịt còn không đến 33 triệu đúng không? Hôm nay Hòa bảo 35 triệu nhưng thực tế là có 33 triệu thôi. 35 triệu cả trở về đấy, đâu? Tổng trở về có 33 triệu thôi. Ê, quá nhỉ. Đợi như... cho 33 triệu à? Vâng. Như cho nhỉ? To là con này nếu mà hôm nọ số ông Tiến mà tao biết con Nga bán 33 triệu tao số, tao vào tao dắt. Xin chào các bạn nhá. Hiện tại thì mình đang có mặt ở một ngôi làng các bạn ạ. Hôm nay mình lên đây sẽ quay chia sẻ với các bạn một đám cưới lồng ghép với ăn Tết các bạn ạ. Thì bây giờ thì mọi người đang chuẩn bị cơm nước các thứ đây rồi. Ở đây là nhà của một người bạn của mình các bạn ạ. Thì đồng chí này thì hôm nay là làm Tết cộng với cưới vợ. Có nghĩa là vợ trước là đã ly hôn các bạn ạ. Bây giờ là lấy thêm một vợ mới. Cũng chỉ làm khoảng gần 20 mâm thôi các bạn ạ. Vừa ăn Tết vừa cưới vợ luôn. Thì mời các bạn đồng hành cùng với mình nhé. Ôi xôi ác luôn. Chẳng may nó tuột ra cái nhỉ. Đây là gói cơm các bạn nhé. Hôm nay tí mình ra bánh dày cũng bằng bánh cái này để bán nhở. Hay. Xá một nửa để ăn. Thôi. Hôm nay là làm bao nhiêu mâm mà? 6-7 mâm. 6-7 mâm mà. Mâm 2 quái. Vâng. Đây là mẹ của chú rể các bạn ạ. Bá bảo chỉ làm cho tập 1 thôi, còn tập 2 phải làm lấy đúng không? Gửi cưới cho lần một lần thôi. Đúng rồi, tập 3 là cho ra rừng ở đấy. Bà cho lên liều. Làm chạy. Thôi bà gói đi nhé, cho ra đây. Anh Tây đông cua luôn tiếp lên năn thế này mà. Nhiều mỡ đấy. Kiểu là nó buổi sáng ấy. Đây là thịt lợn các bạn. Thêm một bài. Thịt lợn nướng. Thêm một bài mình đủ bao nhiêu bạn? Làm bàn tay hạnh vừa thái thịt đấy. Đó. Hai hai làm luôn được. Đẹp. Bạn ấy xong rồi để cái trông vừa đúng rồi đó. Đấy. Đi vừa này là ăn hết. Này, đi vừa thì mới đi. Đi tiêu. Như nào đấy? Không phải không nha. Con hát là
Hôm đấy chắc của Hạnh đấy. Nan nhỏ, cái này gọi là nan nhỏ này. Nan nhỏ là gì anh nhỉ? Bóp thịt. À. Bóp thịt. Giáp ra nan nhỏ này anh em nhá. Đây, chuẩn bị tí nữa cho lên chị. Thịt gà thì anh em làm từ hôm trước rồi các bạn. Nó luộc chín rồi. Đây không phải mổ nữa, mổ từ chiều hôm qua. Thế con gọi đi em đấy à? Dạ. À em anh chưa. Ở đây. Đây là anh Hạnh đang chuẩn bị bàn thờ. Tên là mày. À cũng tên luôn à? À, anh Hạnh ơi, mỗi lần mà làm lập tích nhảy tên nhảy là em thấy có cái bàn thờ khác mà này là bàn thờ không, khác à? Mình ăn tết này thì để bàn thờ này lập tích cái tên nhảy thì phải bàn thờ khác. À bàn thờ khác à? Ừ, à. Này mới đúng của nó đúng không? Yeah. Cô dâu đây các bạn, anh em nhá. Mẹ chồng. Cô dâu. Hôm nay cho được nghỉ. Nghỉ để xem các anh các chú làm cơm. À, tối còn chiến đấu với chúng nó đúng không? Hôm nay có vui không chị Ngoan? Chả vui gì. Ôi gì? Hôm nay ăn Tết đi mà. Hôm nay có chồng thì chả vui chết. Nhớ chồng ở đây cả năm rồi. À, thì ở với nhau rồi hôm nay mới công bố với làng xóm thì mình. Không đăng ký ở từ lúc đăng ký chứ. Vâng thì đấy là người nhà mình biết với nhau thôi chứ. Đấy cô dâu các bạn ạ. Đây anh em có cả bánh dày này. Lòng lòng ghép luôn. Lấy ghế ra đây. Đó. Thôi nhỉ, bây giờ gọi là báo cáo họ hàng là về ở với nhau nên vợ chồng thôi, còn nay mai cưới là cưới thằng Thu rồi này đấy. Bây giờ mới về chồng. Cả năm đây còn báo gì nữa, nên là cưới phải váy viết đàng hoàng. Đúng rồi, chưa còn phải... Về rồi mà không về là, còn đổi về hay lên đón dâu là. Về làm gì? Chị Ngoan khả năng chị phải về nhà gái đi, chiều anh em lên đón là có cô. Cả năm bây giờ đuổi Tết người ta. Tết cái gì? Bảo này lên đón dâu đuổi về, chả về chứ. Đón dâu đâu? Lần trước xỉu là không nhỉ, xỉu là đứa trước thằng cu này với một thằng nữa đây nhỉ, hai thằng rồi đúng không? Hai đứa ở đây hết rồi chị Ngoan. Ba đứa tất cả. Còn chị Ngoan ăn cún là ở theo mẹ à, bố nhỉ? Rồi. Đá mạnh không? Ở cả hai. Cái mây nướng cho cái gì cái gì rồi? Để biết mắm muối nó cho chưa đây này. Cho rồi em ơi. Hả? Anh chứng kiến rồi. Mà thích anh quá nhỉ. Ơi. Hả? Dẻo lắm, cái đông cho nó thịt tình đâu. Nhiều mà ấy nó bò nữa. Cái này ở dưới đi tuyến. Có ấy không? Hả? Trong này này bảo không cho riêng nhưng mà giờ anh em này phải cho riêng các bạn ạ. Thịt tướng nó phải có riêng chứ đúng không? Nó để rồi quá. Vừa rồi nha, nó mặn nha. Đưa rồi, thôi. Ra một tí vừng này nó mới đẹp. Cái nào ngắn nhất rồi mà. Đang trông cho hai cần hay đổ. Ây da, đúng là thanh niên khác. Khăm khắp đấy nha. Đông thì khỏe rồi. Này, cho bò đúng không? Này, trâu mà kéo mà còn vắt đuôi mà chạy. Đi gọi người chiến sĩ ra. 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 Ông nào muốn nóng nghe thì vào đây. Đó, còn được cho mẹ tờ 500 này. Đây là xong một mẻ. Mẹ kia là để cúng. Mẻ này cũng nhiều lắm, này tao lắm.
Nhà này là thêm một chắc là phải ra hết cái nồi đấy à? Có 20 cân đấy ạ. Ai chà. Báo 20 cân. Càng thế nhỉ. Còn làm đầu tiên là nó mọi người ăn mới ăn nhiều ấy. Ừ. Mà làm từ tầm 20 đổ đi ấy, chắc có ai động đến mà. Rồi, chê thịt đúng không? Chê thịt chê cơm. Chê bánh. Một á, người ta quay cho tôi trượt ra ngoài đây này. Để ý liên tục vào. Thịt bò. Bây giờ người ta toàn mổ cái loại bò ấy này thôi nhỉ em nhỉ. Toàn bò ngon thật. Nên mình ra bánh không như Trung Quốc kia. Đâu, nó dùng cái tạp tỏi lắm. Tạp tỏi cháu bà. Đúng rồi. À, 4 người thì cái cối người ta dài. Vẫn như tiền như nhau. Tiền như nhau mà. Với cháu là... Trời chất thật. Tiền quan trọng gì đâu. Vừa nốt à? Trong này còn những gì đây? À, thịt luộc các bạn đó nhá. Thế sáng thấy xỉu bùa con trâu rõ to kia, tưởng thịt con đấy. Con trâu kéo đấy. Cho cái này dài luôn nha. Thôi hết rồi, đủ rồi. Hai mẹ đâu? Đây là món thịt luộc nha các bạn nha. Đấy, là một trong những món trưa nay sẽ ăn. Đấy. Còn các thứ thì anh em đang triển khai thôi. Thịt bò thì bên kia, thịt nướng này là mọi người đang xiên ở đây. Cái thằng còi này là dẻo ác nhỉ. Thả la cả vùng mẹ chị mua đủ rồi. Ui, ấy ôi, đáng thơm muộn. Nhìn sướng nhỉ, chật thế. Cái này được ăn được đấy. Ừ. Không cho cô dâu một hòn kê à? Với anh Giáp nha. Nhà đây cháu đồ dùng quá. Ừ, đánh suốt mà. Nào, đeo khẩu trang. Thăm đi bà. Đấy. Em đi hỏi sao anh em bây giờ mới được chiến một tí đúng không? Đây các bạn nhìn này, đây sướng nhá. Này nó giờ. Giòn dai và giòn hơn. Dai giòn, ai thêm tí nữa đi em, ít quá. Kéo đi. Đấy, mời các bạn nhá. Mà bỏ nhau ấy thì cái con mình phải nuôi thì nó mới được. Để con cho bố là không ai nào. Đúng rồi. Mình chăm được. Nó chăm à. Em đang chị em đang phát biểu là chuyện bỏ chồng. Tóm lại là nó không chấm. Chi tiết được cho mình. Con kéo các bạn nhá. Quá ngon này anh em ạ. Cái này dẻo hơn này. Ôi xôi. Mời cả nhà nhỉ. Mời anh em nhá. Ơi con. Y dạ. Tay vá làm nhọ đấy nhá. Có phải nhọ đâu mà là nhớt đấy. Nhớt đấy. Ơi tay răng bẩn à. Nhớt đấy. Ăn hết đi không bị gì đâu. Cô tình. Không. Ngon nhỉ. Cái này thôi. Cái sát. Tâm đi cả, tâm thêm một tí cả. Đó. Mắm ở đây này. Dẻo thế. Anh yếu lắm rồi không đâm được nữa. Chưa đâm nó tôi lấy về. Này nắm nhiều bà. 7 giây. Này. Quá ngon. Ngất trời luôn. Đâm rồi mới được một nồi đi bà. Lúc nồi rồi đây là được một mẻ thôi em. Vâng. Cho này vào sẽ giữ được nóng lâu nhé. Đây này cái máy trộn cho tí nữa mà trang lấy mới.
Nào, Thím ăn một miếng đi nào, cô dâu ăn miếng xem nào. Không đi nào. Mỡ tẩy ăn. Mỡ này giáp. Được, ăn cả mỡ lắm ngon. Cháu phải nhúc cho Thím đâu, tự nhúc lấy kêu cho mỡ. Cô dâu ăn ít thôi. Ai, ngoan đi vào đâu. Ngồi trong trường, không có làm quảng ra đây đâu nhá. Nhiều quá anh em. Mất lấy cái bẫy. Như kẹo lạc luôn. Kẹo kéo. Tao nó xa phổ mà tu tao cứ lúc cho khá để xa dựng. Tài ký nhà em nhỉ? Vâng. Tài thế này. Đáng lẽ là không được tái quá thế này đâu. Ba bốn con gà thiến các bạn ạ. Đây một con này. Hai này. Ba này. Bốn năm này. Cái vùng này không này nhỉ? Vâng đấy. Đây em vừa rửa đấy. Người nào đi làm bánh là mang từ nhà đi. Không, cái này nó ăn dân dã nó mới ngon. Mình chị làm. Chị không phải nhà chủ. Điều à. Lúc nãy chủ bảo tí anh từ em nước, từ hôm nay là mới là nhà chủ rồi. À, đúng rồi. Tí nữa là giả, giả chị Ngoan về nơi sản xuất. Chú rể đã đi lấy rượu về. Ít thế thôi à, chú ơi. Ít thế thôi à. À, còn can nữa. Một can nữa, lâu đủ. Hai can các bạn. Nguyên Nguyên Thông uống đông hết nửa can rồi. Bốn là đi xe. Đấy. Bày hơi đấy. Cho nước vào, cho bà khô. Chỉ có đổ hành, bóc bóc nó đi, cứ đổ, phế hành, đổ hết. Trông nó phản cảm nhỉ. Ngon biết rồi. Cái kiểu bấm đó, cái kiểu bấm có bó đó. Thiên chứ gà. À thiên thiên. Hành này còn ít tuổi không? Đây cái này bà. Đây là thịt dê nhá anh em nhá. Châu ơi, khủy bụng hết rồi. Thịt bò nhé, thịt bò nộm riêng. Đây nhá, thịt da điểu các bạn nhá. Ây xời, giới thiệu hàng phết nhỉ. Được đấy. Đó, thịt voi đâu bên kia? Đây là các món ăn buổi trưa. Thịt gà, thịt bò, giò. Thịt gì đây nhỉ? Thịt lợn đây anh em ạ. Tại buổi trưa được cái món, còn tối ăn cái nhiều hơn rồi đấy. Đúng ra phải riêng đúng không? Ăn tết thì kèm là lấy vợ này ấy. Không được đâu, tí xong bơm phải chỉnh lại đi. Chỉnh lại. À rồi tôi lấy cái yến về trên thân đài này đâu. Cho vào. Hoa ăn được hết chậu này không? Đúng rồi, ăn được hết, thế thì cái này già mong mất. Này có cái bát kén cho vào thì ngon rồi. Ừ. Này thịt bò luộc. Lợn nha anh em nhé. Các chú đang thái mỏng như dao lam luôn. Hơn bằng hai dao lam. Mỏng quá dao lam. Chữa thái bằng canh chữa tám bào. Bò đóng. Đóng xào. Ngon chưa em Yến? Con mẹ rồi. Nhiều quá rồi. Em cái chồng gì này chị làm thế nào? Thì nó còn mấy vẻ nữa cơ mà. Hơn chục mâm cơ mà. Nhiều ấy, nhiều... Không có rau gì đâu. Đấy, cho tí nước vào nó mới mềm một miếng. Tặng mạng. Thì chẳng lúc nào hỏi anh. Cho kẹo nước vào nó mới mềm miếng. Không tí nó khô, nó cứng lắm. Yến làm chuyên nghiệp ghê. Cái gì cái miếng này đã mát rồi thế này à, mẹ không nát đâu miếng khổ quá em mẹ ăn đâu sao cái này nó bị miếng này nó dính rồi nhỉ
Xong một mẻ các bạn ạ. Cho ra đĩa nữa nhá. Giờ còn kéo thịt bò xào nữa thôi. Rượu các bạn nha, chuẩn bị được ăn cỗ rồi đấy. Đây các bạn này. Bây giờ là nó cứng chứ hả? Cứng rồi bạn. Không được rồi, để cho ông làm mất cái đầu tiên là mình cứ tưởng là bánh dày sẽ một người một cái, nhưng mà bây giờ là phải một người thì ăn cả hết một cái và ăn nhiều người. Cái này sao lại để ở đây? Cái này không phải đĩa, hai đĩa rồi. Cho nó mới mẻ. Trứng nha các bạn nha. Không phải trứng lô đang bán. Không, trứng trắng thôi. À, trứng trắng à. Mỗi mâm một quả. Dạ. À, mỗi mâm 6 quả. Tương đương với 6 người. Chính xác rồi. À, lúc nãy anh thấy là đây các bạn, đây lúc nãy mọi người đã cho vào đĩa, nhưng mà bây giờ hết đĩa cho vào lá. Dạ nha. Đây lá đây. Đây. Đó. Bây giờ là chuẩn bị xếp mâm ra là ăn rồi các bạn ạ. Mình đi quay ẩm thực đám cưới thì cũng chỉ có thể chia sẻ như này thôi các bạn. Làm cơm xong rồi mọi người ăn quây quần với nhau thôi. Các món ăn thì ở đây các bạn nhé. Đó. Cái này là gói cơm này, bánh dày này, giò này, thịt gà này, thịt nướng này, đây là thịt bò nộm riềng này, thịt luộc này, trứng này, thì nữa sẽ còn có thịt bò xào nữa, thịt bò xào với lại cái món nhờ chị em đang làm là cái máy quay mà, máy quay nó nhỏ thôi, một cái món mộc nhĩ xào với cái lòng gà các bạn ạ. Đây đây, ở đây có một mâm này có rồi đây. Đây này. Đó, mộc nhĩ này. Hai bát canh đu đủ nữa. Đây là toàn bộ mâm cưới nhé các bạn nhé. Trong nhà sẽ ngồi 4 mâm các bạn ạ. Trong này thì chắc là mọi các bác lớn tuổi hơn thì sẽ ngồi ở trong này. Đấy. Hôm nay thì nhà chủ với các bạn là làm đám cưới lồng ghép với làm Tết luôn, đâm ra là cỗ rất là to. Cỗ ăn thì đầy đủ thực phẩm, đầy đủ. Nên là mọi người đi ăn thì đa phần sẽ có mừng phong bì nha các bạn nhé. Chú rể chuẩn bị cà vạt cà viếc đi chứ nhỉ? Đang đi thuê chưa thấy về. Sắp ăn rồi còn này lấy được vợ chắc phấn khởi nhỉ? Chào anh em nhé. tập 2 là tập cuối đấy nhỉ? Vì bộ phim này chắc có lẽ là chưa thể kết thúc được. Ai sẽ kết thúc thôi ông này. Tập 2 ông phải kết thúc đi. Ông còn đòi tập 3 nữa thì chết. Tốn gái quá. Đây kiểu này đó, này không mặc quần áo chứ quần đen áo trắng rồi. Thế này lại muốn tập 3. Tập 3 nữa đi. Đấy mọi người giờ đang đi ăn đây. Tiếp tập. Nhà gái đâu? Ai? Đây à? Bắt tay con gái rồi chứ. Cả
nào thưởng được đúng có em gái xinh nhất. Đây là món thịt bò xào các bạn ạ. Nốt món này là anh em có thể ngồi được rồi. Mắm ít. Ôi mà mẹ ơi. Em Thủy ăn hết được chảo này không? Chịu. Mày ăn xong thì có mà đi ngâm cái cuối ấy. Ăn hết không để đầu tư này. Em cũng mà cho em chưa đấy mà ăn năm nay chưa hết. Cả nhà. Nước vào đấy mâm nữa đi. Ai sao cái đĩa đẹp thế nhỉ? Đĩa để dưa. Tắt không ơi, cho tắt không? Rồi. Không phải nhắc. Làm người ta ai người ta làm người ta phải biết. Người ta làm mái rồi. Mà đường nó có rộng đâu, đi sau nhà vào ấy. Nhưng mà cái giống này nhá, mình ăn nóng thì ngon đấy, kể cả mọi người ăn thừa ấy, gói về ăn nó không ra gì nữa đâu. Nó không ấy, nó lúc nó cứng đơ đơ ra, nó không ngon, đảo nó không như cá lóc độ. Đúng rồi. Mà đảo lại thì nó lại không nên. Đó. Cái này á, nếu mà ăn củ thừa này chỉ có đi bây giờ vừa về ăn còn nghe ngon đâu. Đúng rồi. Anh cứ tưởng cái này anh em mình ăn. Miến xào. Miến xào. Anh thì gọi miến xào tiền luôn. Miến xào lòng gà. Miến xào mua thế thôi. Quay lại. Quay anh em mình sao bên đấy đi. Tức là ở ngoài này để cho khách nha các bạn nhá. Rồi anh em sẽ ngồi ở trong trong này. Đi anh Hoài. Đi vào đây. Chỗ này quá là đẹp các bạn ạ. Nhảy vào giữa này. Chỗ này diễn viên quá. Chỗ này diễn viên phải ra ngoài cho bài rượu với không à, diễn viên lại ngồi đây. Để thờ chữ tình phết nhỉ. Ngồi đây nhỉ. Anh em nào mà lôn là lôn ra đây luôn đấy nhá. Lấy ra một đĩa bò xào đây bảo. Ai mâm nào đi luôn đấy anh Khoản ơi. Hết rồi à? Hết rồi. Đây nhanh thế. Đủ rồi mà. Ô đủ 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 chưa đấy? Ai cảm ơn mình nhờ lên nốt đi nhỉ anh nhỉ. Mời anh em nhá. Bên này tí giờ. Mời em mời anh chưa nhá. Mời anh em nhá. Hôm nay chưa có đây. Mời anh em về đi. Mời các bạn. Mời các bạn đi. Uống rượu. Không. Cầu đi cho anh. Cầu đi. Từ từ. Tí nữa nhả. Đây, đây. Qua cầu rút ván à? Đâu ấy? Lượt đây. Tí nữa hết rượu đi mà lấy đấy. Tí nữa hết rượu không đi. Hôm nay thiếu phân non nhỉ, Hòa nhỉ? Chán quá. Cứt non đấy. Đây. Đấy. Ăn như cái cứt cả he. Thế chính ra thịt ăn mãi nhưng mà thèm ăn cứt cơ. Mời mời anh em, đây là cái loại thịt bò nướng tái nộm riêng mà hôm nay không có nộm pịa anh em ạ. À, anh Quản cầm cái này rồi. Uống đi. Cầm cái hẻm quá đấy. À, mời anh em đi. Anh nhớ đấy tự cầm đấy. Đây cái đĩa bánh dày các bạn. Khả năng đĩa này là nó mới lạ nhất ở đây. Ngoài ra thì thực phẩm thì nó vâng. Không phân hóa nhiều các bạn nhé. Miền núi như miền xuôi toàn đồ ngon này. Bên đấy cũng uống đâu quá. Không. Đâu. Bên này mời riêng mời riêng. Đây mời anh em đi. 13 chả. Riêng mình riêng. Cho bác anh cầu cho anh xuống cái. Em bảo rồi giúp cầu đến đó đi giao lưu vậy. Đây là chú rể nha các bạn nha. Đi ơi, vẫn chào được.
Anh Ghi. Đang ngoài trong chơi. Anh Ghi ơi. Em cứ ngồi đến vui với gia đình chứ là cảm ơn. Thì như vậy có chuyện. Không là có chuyện anh đứng đây anh chưa chuyện thực tế. Có lùi đây. Hôm nay chúng ta làm cái bữa cơm gọi là chúng em cái chúng mình là thành vợ chồng. Thôi. Hai là như vậy. Hôm nay chúng ta thì là có cái chương trình gì đây. Thôi thì cái năm hết Tết đã về rồi. Làm mâm cơm như thế là báo cáo cả hai cái sự việc ấy luôn. Đấy, thì là anh hơi hóm đấy, anh làm phát là ghép làm một này để xử tiêu dầu. Gia đình thì có chén rượu nhạt thôi. Nhạt thôi mà nó đâu. Không, ông báo cáo bằng miệng đi làm sao ai nghe được. Ta phải có văn bản thực tế chứ đúng không? Đấy. Có cả rượu nữa. Đây là chú rể các bạn nhá. À đúng rồi, đúng. Ông có cái máy nằm. Để anh mời. Có nói rồi. Không còn chuyện gì. Ông có lời mời đến tình làng nghĩa xóm anh em. Bên này uống chén rượu bên này đã rồi. Chén này là tất cả hai mâm một là. Anh cũng phải chúc ông thôi. Một chén là cả mâm là chúc mừng. Cả mâm cả hai mâm là một chén. Đến bạn là dập tắt vào đây thôi. Thôi chị ơi, bạn là chúc mừng nhá. Đã có tàu 2, hy vọng là tàu 2 hay hơn tàu 1. Đang mong muốn là từ... Đừng viết tàu 3 nữa nhá. Không, đây là... Tôi không xem nữa đâu. Tổng là 30 năm thôi. À. Sau 30 năm đấy là ký kết tiếp tục. Đó, ông này vẫn có tàu 3 đúng không? Tàu 3 sau 30 năm nữa. Không phải đến lúc đấy chả có nhà chơi được với ông mà. Ông còn ký kết được. Chắc chắn xem lại. Nếu mà còn được nữa là ký kết hợp đồng nữa. Rồi, ok. 60 năm nữa. Rồi. Hợp đồng có 5 năm rồi anh ạ. 30 năm. Thôi mời các bạn đi. Đấy vui thôi. Ít hơn cả ông Dũng. Cái gì? Lắm nhá. Em và mừng hạnh phúc nhá. Cảm ơn mình đấy. Chắc là uống riêng với cậu thôi. Uống riêng cho. Rồi mời em biết nói gì đâu, em cảm ơn anh chị. Quà ơi. Mãi bên nhau nhá. Chúc mừng bạn 30 năm thôi nhá. 30 năm. Quá năm. 1 2 3 2 3 go 2 3 uống. 1, 2, 3, vùng luôn đấy. Bà... Cảm ơn bạn nhá. Có trứng nào? Anh Hòa chắc lâu ngày thèm rượu mà. Ban chủ đây lấy chén rượu này, bắt trước là anh em mình lấy chén rượu này đều chúc cho nhau ra năm mới này chuẩn bị đón cái ngày mạnh khỏe lắm, phát đạt thành công. Từ hôm đấy là để chúc anh em mình cùng nhau để làm để là
cho cái ông uống một này uống đầy vào, thêm tí nữa vào. Không, không tôi vẫn uống à? Hả? Một mình ông à? Ở đây đây đang đây. Một người đi với nhiều người cơ mà đúng không anh? Có nghĩa là một chai đánh. Ờ đấy thế nó phải cụ thể. Mời anh nhá, cảm ơn anh nhá. Mời anh nhá. Mời anh nhá. Bắt chút thời gian. Vâng, ok anh. Cho vào, cho thắng này này. Đây em vẫn để đây. Nhưng mà anh ném thế nào nó lại. Chà chà. Cảm ơn anh nhá. Không có tôi mọi người chọn không? Trong một cái chuyện là quán ông để tôi chọn hẳn đấy luôn. Đấy, đấy bắt được. Thằng một phương sắp chạm là anh ấy nhỉ? Tôi ai tưởng anh đưa phong bì rồi chứ? Đây anh đưa phong bì cho xỉu rồi mà. Xỉu quá. Không lấy à? Nghe nào, nghe nào, đúc một thứ luôn.